Để cho bà con mà muốn khởi nghiệp thì chi phí ban đầu con giống thì ví dụ như ít nhất là bà con có thể mua khoảng 5 cặp thì chi phí của nó rơi vào tầm cả khoảng 17 triệu đến 20 triệu. Với số vốn bao nhiêu thì có thể bắt tay vào chăn nuôi con dúi? Thì trong video này, anh Từ Dương Sơn, người đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Triệu Sơn, có địa chỉ tại thôn 12, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sẽ chia sẻ về các khoản chi phí cần bỏ ra để chăn nuôi được con dúi mã đào Thái Lan, dòng dúi cho hiệu quả kinh tế vượt trội hiện nay. Bên cạnh nuôi dúi, trại anh Sơn còn nuôi cả con giòn nữa. Bà con nào muốn tham quan trực tiếp mô hình thì hãy liên hệ qua số điện thoại đã hiển thị trên góc phải màn hình video. Ngoài cơ sở tại Đắk Lắk, anh Sơn còn có các cơ sở chăn nuôi tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Xin chào các bạn, mình tên là Sơn. Hiện tại mình đang làm bên công ty nông nghiệp Triệu Sơn, có địa chỉ tại thôn 12, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Có rất nhiều bà con từng muốn chăn nuôi nhưng mà cũng chưa biết là chi phí để nuôi con dúi này là hết bao nhiêu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể cho bà con từng loại chi phí một. Dúi mã đào Thái Lan được xếp vào danh sách những loài động vật hoang dã có chi phí đầu tư thấp. Khi chăn nuôi dúi, bà con chỉ cần đầu tư một lần đối với chuồng trại và con giống. Còn đối với thức ăn thì biến động theo thời gian nhưng không đáng kể. Sau đây xin mời bà con cùng nghe anh Sơn chia sẻ về chi phí làm chuồng trại và cách làm ô chuồng nuôi dúi. Chi phí đầu tiên mình muốn nói đến ở đây là chi phí chuồng trại. Thì có những bà con thì có thể là tận dụng được chuồng trại cũ của mình như chuồng heo, chuồng bò. Đấy, để mà diện tích mà có thể bắt đầu khởi nghiệp về nuôi dúi thì mình có thể là tầm khoảng 20-30 mét vuông trở lên là mình có thể nuôi được dúi rồi. Bà con cần đảm bảo trong cái chuồng trại của mình được cái nhiệt độ mát mẻ, tránh được thời tiết mưa gió và nắng nóng. Còn về phần bên trong thì mình có thể là làm bằng gạch men. Nếu mà về nuôi dúi mốc thì mình có thể dùng gạch 50. Còn nếu mà nuôi dúi mã đào thì mình có thể dùng gạch 60. Chi phí để làm những ô chuồng bằng gạch thì nó rơi vào tầm khoảng 15.000 một viên gạch, tùy vào bà con muốn làm bao nhiêu chuồng. Đây, ví dụ như chuồng trại của chúng tôi như thế này thì để chi phí để làm ra một ô chuồng của nó hết khoảng 45.000 một chuồng. Như trang trại chúng tôi thì có hai kích cỡ chuồng khác nhau. Ví dụ như chuồng 60-60 và chuồng 60-1m2. Thì mục đích của cái này là dùng chuồng 60-60 để làm chuồng sinh sản. Còn chuồng 60-1m2 để làm chuồng phối. Khi mà con dúi chúng ta bỏ vào phối với nhau thì nó có không gian rộng hơn, thì nó dễ đuổi nhau hơn. Nếu như mà cắn nhau thì nó cũng không có bị về vấn đề thương tích nặng. Khi mà bà con đến trang trại chúng tôi có thể hướng dẫn cho bà con một cách làm chuồng rất là đơn giản. Và bà con chỉ cần dành khoảng 5 đến 10 phút là tôi có thể hướng dẫn cho bà con đầy đủ cách làm chuồng chi tiết nhất. Có thể những bà con quan tâm đến con dúi thì đều đã biết nguồn thức ăn của dúi bao gồm các loại thực vật là hạt ngũ cốc như ngô hạt, chè, mía, thân cỏ voi, thân cây mì. Với những bà con có đất để trồng các loại cây này thì chi phí thức ăn chăn nuôi coi như không đồng. Còn đối với việc phải đi mua hoàn toàn thì chi phí cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Anh Sơn chia sẻ, qua tính toán tại trại chăn nuôi của anh cũng như qua chia sẻ của những bà con đã mua con giống bên anh thì trung bình chi phí thức ăn của một con dúi trong một tháng chỉ dao động khoảng từ 30 đến 40.000 đồng. Như vậy, bà con có thể thấy chi phí chăn nuôi con dúi mã đào Thái Lan là rất thấp. Nếu như bà con muốn tìm hiểu, đầu tư chăn nuôi thì hãy đến trực tiếp các cơ sở chăn nuôi của anh Sơn để tham quan học hỏi. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Chi phí thứ hai tôi muốn chia sẻ cho bà con đấy là chi phí về thức ăn của con dúi. Thì bình thường con dúi nó có thể ăn những thức ăn như là tre, mía, bắp, cỏ voi, cây mì. Đấy, thì bình thường chúng tôi cho ba loại thức ăn chủ yếu đấy là bắp, tre, mía và thêm một chút cám vin cho heo để con dúi có tăng sức chất sinh trưởng nhanh. Về bắp thì chúng ta có thể là cho cả bắp tươi hoặc bắp khô.
Thì ở trong bắp thì nó có phần tinh bột nên là con rúi rất chi là sinh trưởng rất chi là nhanh. Tổng chi phí thức ăn trong vòng 1 tháng cho một con rúi là hết tầm khoảng 30 đến 40 ngàn đồng. Và bà con lưu ý là nếu mà là thức ăn khô thì mình có thể cho ăn nhiều. Nhưng mà nếu như về thức ăn tươi như nhiều nhiều nước như là mía hay là bắp thì chúng ta phải có chế độ ăn hàng ngày. Đấy, để tránh lượng nước trong người của con rúi là nó cao thì nó sẽ bị bệnh tiêu chảy. Tôi giới thiệu với bà con đây là thức ăn do trang trại chúng tôi phối trộn để cho những con rúi từ nhỏ cho đến trưởng thành hoặc là sinh sản ăn. Thì khi mà bà con đến với trang trại chúng tôi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn công thức phối trộn thức ăn cho rúi cho bà con. Chi phí thứ ba đó là chi phí mua con giống. Hiện nay bên trại Anh Sơn chăn nuôi chủ yếu là con rúi Mã Đào Thái Lan. Ưu điểm của dòng rúi này là có trọng lượng cơ thể lớn với cân nặng cơ thể lên tới 6 đến 7 kg. Chúng đẻ rất nhiều con với mỗi lứa từ 4 đến 6 con và thịt săn chắc, thơm ngon cho nên giá trị rất cao. Vậy giá con giống là bao nhiêu? Xin mời bà con cùng nghe anh Sơn chia sẻ dưới đây. Cái chi phí thứ ba của tôi cũng chính là chi phí chính là đấy là chi phí về con giống. Ở trang trại chúng tôi hiện tại là chuyên chăn nuôi về con rúi Mã Đào Thái Lan. Thì về con rúi Mã Đào Thái Lan và những dòng rúi khác nó khác nhau ở chỗ nào? Ví dụ như dòng rúi Việt Nam hay là dòng rúi Trung Quốc thì khi mà nó lớn lên thì tối đa của nó chỉ được khoảng 3 kg cho một con. Đấy, còn dòng rúi Mã Đào Thái Lan này thì nó lớn nhất nó có thể lên đến tầm 6-7 kg cho một con. Và tốc độ sinh trưởng của con rúi này nó nhanh gấp 2 lần so với dòng rúi mốc hay là dòng rúi Trung Quốc. Ví dụ như mà một con rúi mốc nuôi trong vòng 8 tháng thì nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 kg. Còn con rúi Mã Đào Thái Lan này nuôi trong vòng 8 tháng có thể lên đến 2,5 kg hoặc 3 kg. Với những ưu điểm như thế này thì hiện tại bên trang trại chúng tôi đang cung cấp con rúi ra thị trường với giá từ 3 triệu rưỡi một cặp cho đến 7 triệu một cặp. Loại tầm khoảng 3 tháng tuổi thì nó rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi. Trang trại mình có những loại con giống như từ 3 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, 8 tháng tuổi và 10 tháng tuổi, thậm chí có cả loại bố mẹ hoặc là rúi đang mang bầu. Cũng có rất nhiều bà con đến với trang trại chúng tôi và cũng đã gặp phải sai lầm khi mà đi mua con giống rúi Mã Đào Thái Lan này. Mà giống rúi Mã Đào Thái Lan này thì nó có hai sai lầm đơn giản. Việc thứ nhất đấy là nó giống với hàng rúi Mã Đào Lào. Nhưng mà Mã Đào Lào nó chỉ được tầm khoảng 2 kg đến 2,8 kg một kg một con. Còn dòng rúi Mã Đào Thái Lan mới mang được đến trọng lượng tầm 6 kg cho một con. Và cái sai lầm thứ hai đấy là chọn không đúng loài giống sinh sản tại nhà. Với giống sinh sản tại nhà thì hầu như là con rúi nó rất hiền và nó chỉ có bệnh tiêu chảy, ngoài ra không có bệnh gì khác. Bởi vì khi mà nuôi con rúi này ấy, là mình không không dùng nước, còn thức ăn nếu mà thức ăn mà nó nhiều nước quá thì nó sẽ sinh ra bệnh tiêu chảy. Còn những bệnh khác là do bên trang trại người ta là vận chuyển từ xa đến, bật máy lạnh điều hòa nên là nó sinh ra những bệnh như là thương hàn, viêm phổi rồi táo bón các thứ. Còn nếu chính thức ra nếu mà chọn đúng giống của nó ấy, thì chỉ ngoài bệnh tiêu chảy ra thì không có bệnh gì hết. Để cho bà con mà muốn khởi nghiệp thì chi phí ban đầu của con giống thì ví dụ như ít nhất là bà con có thể mua khoảng 5 cặp. Thì chi phí của nó rơi vào tầm cỡ khoảng 17 triệu đến 20 triệu. Như vậy, bà con đã biết về các khoản chi phí cần bỏ ra khi bước vào chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan. Vậy còn hiệu quả kinh tế cao thì bao nhiêu? Anh Sơn cho biết, với một rúi mẹ Mã Đào Thái Lan, trung bình một năm đẻ được từ 15 đến 20 con rúi con. Qua đó, một năm một rúi mẹ sẽ đem lại thu nhập từ 20 đến 25 triệu đồng. Sau khi đã trừ đi các khoản chi phí chăn nuôi, để mà đạt được lợi nhuận cao như vậy thì bà con cần đến trực tiếp trại Anh Sơn để được hướng dẫn chi tiết cách chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Về hiệu quả kinh tế thì một con rúi Mã Đào Thái Lan mẹ một năm có thể sinh sản ra được từ 15 đến 20 con. Đấy. Một mẹ một năm sinh sản ít nhất là 3 lứa mà mỗi lứa từ 5 đến 8 con. Đấy, thì với trung bình một mẹ một năm có thể mang lại cho bà con từ 20 đến 25 triệu đồng. Để đạt được cái hiệu quả như vậy thì bà con cần phải đến trang trại chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn cho bà con từ cách chăn nuôi, cách làm chuồng, cách chọn giống. Nuôi rúi Mã Đào Thái Lan rất nhàn và nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa nên bà con làm bất cứ công việc gì đều có thể chăn nuôi được mà không cần phải thuê nhân công chăm sóc.
Con rúi này một ngày chỉ cần cho ăn một lần, nên là cho dù bà con đang làm bất cứ công việc gì, dù là công chức hay là nông thôn hay là giáo viên thì mình cũng có thể tận dụng cái thời gian rảnh của trong một ngày để chăn nuôi được con rúi này. Bà con mới bắt đầu chăn nuôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ và đồng hành cho bà con trong suốt cái quá trình chăn nuôi. Trên đây, bà con đã biết về các khoản chi phí cần bỏ ra khi nuôi ruồi má đào Thái Lan và hiệu quả kinh tế mà chúng mang lại. Bà con nào muốn tìm hiểu chăn nuôi thì hãy đến trực tiếp trại Anh Sơn để được tư vấn cụ thể. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Khi xuất con giống cho bà con chăn nuôi, công ty của Anh Sơn đều cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, thủ tục pháp lý, có hợp đồng bao tiêu đầu ra lên đến 10 năm, bảo hành sức khỏe con giống lên tới 10 ngày và bảo hành sinh sản trong vòng 2 năm đầu tiên. Nếu như con nào không sinh sản được hoặc đẻ ít thì bà con có thể mang đến trại để được đổi con khác miễn phí. Khi mà bà con mua con giống ở bên trang trại chúng tôi thì chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bà con, bao tiêu sản phẩm trong vòng 10 năm và có bảo hành con giống trong vòng từ 3 đến 10 ngày đầu tiên. Nếu như mà có vấn đề gì bà con có thể đổi hoặc trả, và có bảo hành sinh sản trong vòng 2 năm. Nếu trong vòng 2 năm mà có con giống nào mà không sinh sản được thì bà con có thể sang đổi con mới hoàn toàn miễn phí.